Gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác làm vườn trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì qua một cái video ngắn em sẽ giới thiệu các bác với cái nội dung, đó chính là giới thiệu cái chiếc cưa đỏ, cưa nhật đỏ mà bên em vừa mới về. Thì trong video hôm nay em sẽ về chọn bộ để cho các bác mình lựa chọn nhé. Và tiếp đó là cái dòng kéo mà các bác cắt thức ăn ở trong bếp nhà mình không thể thiếu được. Thì đầu tiên, hãy khi bác muốn mua hàng thì các bác hãy gọi điện trực tiếp cho em nhé. Qua cái đầu số điện thoại chính của bên em đã để ở phần bên cạnh video và cũng là cái bảng này. Em đã ghi rõ cái số điện thoại và có cả Zalo nhé. Các bác hãy liên hệ kết nối trực tiếp Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho em sẽ tư vấn và gửi tới tận nhà các bác. Đầu tiên thì em sẽ chi tiết về cái dòng cưa đầu tiên. Cưa thì hôm nay em sẽ về 3 kích thước này. Và trong video này thì khi em nhắc tới sản phẩm nào em cũng sẽ báo giá luôn nhé, để tiện các bác theo dõi. Đầu tiên sẽ là cây cưa 27cm. Kích thước đầu tiên là ngắn nhất đây, của dòng cưa nhật đỏ loại 1, 27cm. Cây này thì nhỏ gọn, các bác có thể cưa cành nhỏ nhé, tầm 10-15cm. Cái phần tay cầm này thì sẽ được thiết kế một cái lớp nhựa cao su rất chi là êm tay để các bác cầm nắm, và đặc biệt là có sự ma sát rất chi là lớn này. Các bác không lo trong quá trình cưa, các bác không lo bị rát tay đâu nhé. Đó. Và tiếp theo sẽ là cưa 30, là cưa chung. Cưa chung, các bác muốn một cưa cành to một chút thì các bác sẽ sử dụng cái dòng cưa 30cm này. Trên lưỡi sẽ có chữ Made in Japan nhé. Đó. Hàng loại một chuẩn. Nếu các bác nhà mình mà chưa biết cách phân biệt loại 1 và loại 2 ra sao thì các bác hãy vào Zalo nha, em sẽ hướng dẫn các bác rất chi là cụ thể cái cách phân biệt. Rất nhiều video em đã chia sẻ với các bác về cái cách phân biệt loại 1 và loại 2 ra sao rồi, nên là cái video này em sẽ không chia sẻ về vấn đề đó nữa nhé. Đó. Dòng cưa 30cm này thì sẽ gửi tới các bác cái giá video hôm nay sẽ là 420.000 một cây, và cưa 27 thì giá sẽ là 400.000 nhé, 400.000 một cây cưa. À, tiếp theo đó sẽ là cái dòng 35cm, là cái dòng các bác có thể cưa cành to thoải mái nhất đây. Đó. Cây này thì các bác có thể cưa cành to lên tới 20cm nhé. Rất chỉ là sắc bén luôn. Cam kết với các bác này, các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đúng hàng như trong video, các bác nhận hàng giúp em. Hàng này em sẽ bao chất lượng cho các bác luôn nhé. Đó. Cam kết với các bác là hàng loại 1 sẽ không nói không với hàng loại 2. Khi các bác đã xem được cái video này của bên đơn vị của em. Đó. Và tiếp theo đó là cái dòng kéo này. Kéo thì em giới thiệu các bác ba cái mẫu kéo bếp để cho các bác mình lựa chọn nhé. Ba mẫu kéo bếp. Kéo bếp đầu tiên thì sẽ là dòng kéo của Japan. Đây, chiếc kéo của Japan này sẽ là cái kéo màu trắng bạc như này. Để các bác mình cắt thức ăn nhé. Thì khuyên các bác chân thành các bác là trong gia đình nhà mình nên có duy hai chiếc kéo để các bác nhà mình cắt thức ăn chín và cắt thức ăn sống nhé. Cắt riêng ra để đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm một cách tuyệt đối. Và ốc chốt này làm bằng hoa thị rất chi là đẹp đấy các bạn, bóng lánh. Bên ngoài chắc chắn nó còn đẹp hơn cả bên trong video các bạn. Đó. Các bác sẽ mở phần khóa chốt đây ra nhé. Đây. Các bác sẽ mở khóa chốt đây ra này. Đó. Cái kéo này thì nó lưỡi của nó sẽ có một lưỡi, một lửa nữa sẽ làm lòng dao, các bác này nhìn cái lưỡi dao này. Đó. Bên này các bác phải cắt nhé. Đấy. Cắt thức ăn cho các em nhỏ hoặc là các bác, các cụ lớn tuổi này rất chi là tiện lợi. Tiếp theo đó là cái dòng SFC được báo giá luôn nhé. Bình thường cái cây này em đang gửi tới các bác giá sẽ là 250.000, nhưng cái video hôm nay đặc biệt sẽ giảm giá, gửi tặng các bác cái giá sẽ là 180.000 trên một cây. Đó. 180.000 một cây, bác không nghe nhầm đâu nhé. Đó. Một cây kéo rất là chất lượng mà giá chỉ có hơn 100.000 thôi. Tiếp theo đó là cái dòng kéo Đức này, kéo Đức. Kéo Đức này trên cái phần lưỡi sẽ có biểu tượng hình người và có cái dòng chữ ở bên này nhá. Jackmany. Made in Jackmany các bạn. Jackmany tính là cũng là cái của Đức đấy các bạn. Và các bác sẽ mở phần khóa chốt đây ra. Cái này thì sẽ là cái dáng dài và thon gọn hơn cái dòng kéo Japan. Các bác sẽ mở khóa chốt đây ra nhé. Đó. Cái này thì các bác cắt thức ăn này hoặc mang đi chơi, đi du lịch, đi picnic đều rất chi là tuyệt vời luôn. Và cái dòng kéo này thì đang có giá là 250.000. Video này sẽ giảm giá, gửi tới các bác cái giá chỉ còn 180.000 cho một cây kéo này. Tiếp theo đó là cái dòng cuối cùng, đó chính là cái dòng cao cấp hơn. Cao cấp hơn cả, nó là cái dạng kéo thép đúc liền khối các bác nhé. Đây, liền khối này rất chi là dày và bóng. Rồi cái dòng kéo này thì các bác không bao giờ lo bị han gỉ nhé. Cam kết với các bác là khi các bác càng cắt thức ăn, càng cắt thịt dầu mỡ nhiều thì nó sẽ luôn luôn giúp cho chiếc kéo các bác nhìn luôn luôn được sắc bén nhé. Cái này thì sẽ được hai cái chốt đinh ở đây làm bằng thép đúc này, và bọc bên ngoài hai lớp gỗ cao cấp này để các bác cầm nắm sẽ không bị trơn trượt và nó rất chi là sạch. Đó, các bác sẽ mở khóa chốt đây ra. Cái này thì trong video này sẽ gửi tới các bác cái giá sẽ là 280.000. 280.000 một cây kéo này các bác nhé. Hàng rất chi là chất lượng này. Các bác vừa làm các thức ăn mà các bác có thể mua tặng những người bạn bè thân yêu, anh em bạn bè của mình nhé. Rất chi là tuyệt vời luôn.
Cái video hôm nay em đã giới thiệu hết các bác tất cả các sản phẩm ở trong video rồi. Các bác mà muốn biết thêm chi tiết hãy vào Zalo nhé, kết nối trực tiếp vào Zalo cho em hoặc gọi điện trực tiếp vào cái đầu số điện thoại của em ở đây đó. Và bây giờ thì xin phép là tạm dừng một cái video ngắn tại đây. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết video của em nhé. Xin gửi lời chào tạm biệt tới toàn thể các bác ạ.